Kính thưa quý vị, hy vọng với những tiết mục vừa qua đã mang đến cho chúng ta một phần nào những giây phút thoải mái. Nhân tiện đây, Việt Thảo cũng xin được phép thay mặt Vân Sơn Productions để xin chân thành cảm ơn các trung tâm cũng như quý vị là những người đã mua cuốn băng này, vì quý vị đã tạo phương tiện và điều kiện để chúng tôi có thể tiếp tục có những tác phẩm kế tiếp. Việt Thảo cũng xin chân thành cảm ơn quý vị là những người đã bướng những cuốn băng sang lại, vì quý vị đã bỏ thời giờ để xem những tác phẩm này. Việt Thảo cũng xin chân thành cảm ơn quý vị là những người đã sang băng lại cho mướn, vì quý vị đã tiếp tay với Vân Sơn Productions cũng như các trung tâm khác để phổ biến những tác phẩm nghệ thuật đến với quảng đại quần chúng. Mặc dù hơi mờ mờ, khó coi một chút. Hai ông chủ. Chào anh, khỏe không? Tiệm mình có băng mới không ông chủ? Tiệm tôi lúc nào cũng có băng mới cả, chỉ trừ những cuốn tôi chưa mua là chưa có thôi. Mấy cuốn này coi được không vậy ông chủ? Ê, tuyệt vời. Băng là độc là băng chọn nọc đó bà. Cuốn băng mới này có cho mướn không ông? Cái anh này dở hơi à. Băng này tôi mua về tôi không cho mướn, không nhẽ tôi cho mượn à? Thì lấy cho hai bộ này đi. Hai bộ này á? Chờ tí nhá, còn lấy thêm gì nữa cứ lựa nhá. Chờ tôi tí. Đây, hai bộ này. Sao không lấy băng gốc cho mướn ông Vũ? Băng này băng gốc chứ còn gì băng gì nữa. Không thấy hộp hiếc gì trơn trọi à? Băng này là băng tiệm tôi, gốc tiệm tôi đấy, không cần phải hộp hiếc gì cả. Thôi mà, coi ba cái băng sang lại này nhức con mắt lắm. Ôi giời ơi, anh thanh niên dai rẻ gì thế? Xem có mỗi hai bộ thế này mà nhức mắt à? Tôi mỗi ngày tôi san phải cả trăm bộ mà chưa thấy nhức đây này. nhưng mà coi mấy cái phim sang lại này hồi hộp lắm ông chủ ơi. Hồi hộp cái gì? Nhiều khi coi đang coi tuần này cái nó nhảy qua tuần nọ, cái nó trở về tuần kia. Ôi giời ơi, anh rõ nhà quê bây giờ, ca nhạc hay hài hước gì anh cũng phải để cho người ta chuyển cảnh chứ lị. Chuyển là chuyển cái gì? Trời đất ơi, đang cải lương, đang xuống câu cải lương mùi mẫn, tự nhiên cái nó nhảy qua mấy thằng Mỹ Đen nhảy giặt ráp, giật gì nè. Trời ơi, thế thì anh nời quá rồi, còn gì anh bỏ tiền anh mướn có mỗi một bộ, anh về anh xem được hai ba thứ là anh nời rồi. Sao rồi, tiền lương gốc cho rồi đi. Trời ơi, băng gốc à. Tôi bỏ tiền ra tôi mua một cuốn thế này, tôi về tôi chỉ sang được vài chục bộ tôi cho mướn để kiếm tiền sống qua ngày đấy mà. Vậy sao người ta không tính là người ta qua bên kia người ta mướn một bộ về thôi, cứ cái về tiệm mình cái mình sang ra 100 bộ phải cho mướn lại được không? Ai không biết thế, nhưng mà khó một nỗi là thế này, khi mà tôi mướn về lại không có bìa cho khách người ta lựa chọn đấy mà. Tính toán dữ quá hen. Ôi trời ơi, làm ăn mà không tính thì lấy gì mà sống. Được rồi, nhỏ tính tiền đi. Thế có member không? Trời, lấy băng người ta sang lại cho mướn rồi hỏi người ta member nữa không nổi. Anh thông cảm cho tôi đi, anh làm khó tôi nhớ mà cái băng này nó cứ hư lại anh năn nỉ tôi không đổi nhá. Đây tôi làm cho. Như làm ăn như anh mà không giàu rồi cũng uổng à. Ôi giời ơi, tôi đã bảo với anh tôi nghèo lúc nào nè. Thưa này cha nội, đó. Ừ, cảm ơn nhá. Good luck. Muốn băng về coi mà còn có vụ hên xui trong này nữa. Ông chủ. Chào anh khỏe không? À cũng đỡ, trả mấy cuốn băng nam chủ. Thế phim xem có hay không? Hay quá. Nhưng mà phim mờ quá, coi không được gì hết trơn à. Xem không được, tại sao biết hay? Không, coi được một nửa cũng đỡ á. Thế xem được một nửa à, còn nửa kia nó hư à? Không, coi được nguyên cuốn. À nhưng mà nửa cái cuốn đầu á thì nó sọc cái phần dưới, còn nửa cuốn sau nó sọc phần trên. Tiền nào cửa đấy mà. Nhưng mà tính ra nó hẳn còn lời chán với lại. Đúng rồi, còn lời. Phát tài à? Phát mẹ gì đâu cha. Hôm nay nom thấy anh có vẻ gì mập ra phải. Đâu có đâu, lúc trước 150 pound, lúc này cũng 150 pound mà không có lên thao nào hết trơn á. Mà tôi nom thấy có cái gì nó cũng lạ lạ đấy nhỉ. Có cái gì ạ? À tôi đúng rồi. Sao? Cái cặp mắt kính. À mắt kính, đúng rồi. Mới đeo được con tuần lễ nè. Anh đeo kính vào ấy, nom có vẻ chủ cả lắm đấy. Vậy sao? Cảm ơn. Thế cận thị à? Không có cận. Viễn à? Viễn thị à? À đâu có diễn thị. Thế cái gì? À tôi bị loạn.
đúng rồi. Lon thế. Nói không phải nịnh mồ nha. Sao sao? Bổ đeo cái cặp mắt kính này vào đấy, nòm nó hạt dễ sợ luôn đấy. Vậy à? Nòm nó sàn ra phết. Dạ, vậy là phải cảm ơn anh. Biết sao không? Sao? Nhờ coi mấy cái cuốn băng sang lại của anh nè. Đó, thành ra không phải mình tôi đâu, mà cả nhà tôi á, ai cũng đeo một cái hết trơn á. Kính thưa quý vị, quý vị vừa xem. Kính thưa quý vị vừa xem xong tiết mục Tiền Nào Của Đó với kính thưa quý vị vừa xem xong tiết mục Tiền Nào Của Đó của soạn giả Ngô Tấn Triển với hai danh hài Văn Sơn và Hoài Linh. Tiết mục này cũng vừa chấm dứt tập 1. Mời quý vị xem tiếp tập 2. Xin cảm ơn quý vị.